đây rồi, cả hộp khổng lăng nữa đi nhá. Đây này, đúng cả trứng khổng lăng nữa đúng không? Nào, thế cái lớp bóc đi, bóc bóc hộp này trước. Để quả trứng nước sườn kia. Nào, để quả trứng nước sườn đấy nhá. Nào, cái lớp bóc hộp trước nhá nào. Đấy, cái lớp bóc hộp khổng lăng nhá, hôm nay cái Lâm có hộp khổng lăng đẹp lắm. Đó, bóc cho các bạn xem nhé nào. Ôi, cái túi gì đấy? Đâu ra? Từ từ, để bóc xem nào. À, đây là cái cánh à? Đây là cánh khổng lăng à? Và cánh khổng lăng bên trong có cả quả trứng này. Đâu? À đấy, cái đấy là cái gì đấy? Đầu. À, đầu khổng lăng à? Đầu gì mà nhiều đầu thế? Ừ, ba đầu à? Đâu đâu? Cầm lên xem phải ba đầu không? À đúng rồi. À, trời ơi, đấy là cái gì đấy? Đấy là người khổng lăng à? À, người khổng lăng, ui trời, cái gì đây nữa này? Cái này? Cái đuôi. À, cái đuôi à? Đuôi. Thế Lâm lắp vào đi. Thế Lâm lắp vào đi, Thế Lâm biết lắp không? Đấy, Thế Lâm lắp vào nhá. Ui, Thế Lâm lắp vào nào. Ôi, đấy, Thế Lâm biết lắp vào đây. Rồi, Thế Lâm lắp được rồi. Rồi, Thế Lâm lắp được rồi. Được rồi, Thế Lâm lắp đuôi nó đi. Thế Lâm lắp đuôi nó đi. Nào, Thế Lâm lắp đuôi nó vào. Nào, Thế Lâm lắp đuôi nó vào nhá. Nào, rồi Thế Lâm lắp. Ô, có cả quả pin nữa à, đưa cho anh Lâm quả pin đi. Nào, đôi đấy. Đấy, bạn Khánh Lâm lắp cánh vào đi. Nào, lắp cánh vào đấy đi. Nào. Nào, thầy. Bạn Khánh Lâm lắp cánh vào nhá, nào. Nào, bạn Khánh Lâm lắp cánh đi nào. Đấy, bạn Khánh Lâm đang bỏ cánh ra đấy. Bỏ cánh ra cho các bạn xem nào. Đấy, bỏ ra khó quá rồi, xong thì bán khó quá rồi. Nào, đây thì bố sẽ giúp bạn Khánh Lâm nhá nào. À, giúp bạn Khánh Lâm đổ ra nha, đổ này được rồi. Rồi. Đấy, bạn Khánh Lâm lắp cánh rồi đi. Nào, Khánh Lâm bóc quả trứng nhá nào. Rồi. Đấy, bạn Khánh Lâm bóc quả trứng nhá này. Muốn bóc khổng lăng quả trứng nữa đúng rồi. Nào, đâu quả trứng đâu? À, mở ra xong quả trứng có gì? Đâu? Đâu xong quả trứng trong này có cái gì? Ui, trong này có con khổng lăng à? Ui, trong này có con khổng lăng à? Ui sủi, khổng lăng, ui sủi, khổng lăng, ui sủi, có khổng lăng có cánh này, ui sủi, có đuôi đấy nhá. Rồi, nào thêm khổng quả trứng nữa đâu? Quả trứng nữa đâu nhỉ? Đâu? À, quả trứng này có cái kẹo à? Thế có con khổng lăng nữa đây à? Ấy, đây rồi. À, có cả con khổng lồ đây này. Khổng lồ hai đầu à? Ơ đây khổng lồ ba đầu, hai đầu à? Đây. Đâu khổng lồ ba đầu đâu? Ba đầu này. À đây khổng lồ ba đầu nữa đây này. Ấy trời ơi. À thế con khổng này là khổng lồ một đầu nhá. Đấy, khổng lồ một đầu này các bạn. Đây khổng lồ hai đầu này, một đầu hai đầu này. Đây là khổng lồ ba đầu này. Một đầu, hai đầu và ba đầu nhá. Đấy. Thế là con khổng lồ. Con khổng lông mẹ có ba con khổng lông con đấy nào, thế để nào, thế lớp để khổng lông con đây xong bật cho khổng lông mẹ đấy đi nhé. À, để khổng lông con ở trên lưng à. Đấy, để ba con khổng lông con trên lưng mẹ nhá. Đấy, đi đi. Rồi. Nào, đây, thế để dưới đây thôi, để ba con khổng lông con ở dưới đây thôi nhá. Nào, thế bây giờ Khánh Lâm sẽ cho con khổng lông mẹ nó chạy đi. Cho khổng lông mẹ nó chạy đi. Cho khổng lông mẹ chạy nhá. Nào, cho khổng lông mẹ chạy nó chạy nào. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Thấy chưa? Đấy. Đấy, khổng lông mẹ đi đấy. Ôi trời, đâu có trứng. À, thế à, có trứng rồi đúng rồi nha. Ai trời. Nào, để trứng đây, để trứng đây. Nào, để trứng đây. Nào, Khánh Lâm cho trứng vào cho khổng lông mẹ đẻ nhá. Nào. Đấy, rồi. Nào quả trứng này nữa. À ha, đây sang mẹ đẻ rồi. Đấy, đẻ đấy. Con khổng lồ mẹ đẻ đấy. À, ha. Đâu nha, nào cho khổng lồ mẹ đẻ này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Được rồi. Thôi đâu đấy để xem khổng lồ mẹ đẻ đẻ ăn quả trứng nhá. Nào để xem khổng lồ mẹ đẻ ăn quả trứng nhá. Nào. Nào sẽ đẻ ăn quả trứng. Đấy. Hai quả rồi nhá. Hai quả rồi. Xem đẻ quả nào nữa không? Nào, ba quả ấy. Đấy, khổng lồ của Khánh Lâm đẻ ba quả trứng ấy. Đẻ đây nhỉ? Lên đây đi. Khánh Lâm có bộ đồ chơi khổng lồ đẹp. Nào, ơi thì các bạn Khánh Lâm cho ba chú khổng lồ con lên trên đầu của con khổng lồ mẹ cho khổng lồ mẹ phung kiêng như này nhỉ? Phải không? Đúng
Long ơi, thế nào, phải lâm bật cho khẩu Long mẹ chạy cung kiêng khẩu Long quan đi nào. Nào. Ôi dù đấy, rồi đi đấy. Đi đấy, ôi dù nặng quá, nặng đầu quá đi, ôi đổ rồi. Nặng quá rồi, nặng đầu quá đi rồi đấy, nào đi đây. Rồi, Thái Lâm đi đây. Đấy, bỏ tay ra cho khẩu Long đi nào. Chạy được một lúc Khẩu Long Quan bị ngã rồi. Khẩu Long Quan bị ngã rồi đây này. Đổ rồi. Đây rồi. Rồi. Bố có đi quay nhiều không? Có ạ. Ừ, quay nhiều cho Thái Lâm nhá. Ấy, đây là trứng nhỏ, đây là trứng này. Đây là trứng này, đây là trứng này đó. Ấy, nó lại đẻ trứng nữa này, đây là đẻ trứng này. Nó đẻ trứng như thế nào đấy? Đẻ trứng thế nào? À, đây nó quay nào, đẻ trứng như thế nào? À, đây này. Đấy, đẻ trứng như thế nào? À, cho tiếp là bên trên này nó trứng à? À, bên trên này nó cho trứng à, không? À, bên này cho trứng nó đẻ gì? À, đúng rồi nào, đây nào, bên trên này cho trứng nó đẻ nhá. À. Rồi, đây. Nó đẻ chỗ nào? Ấy, đẻ thôi nha. Đẻ thôi nha. Cho trứng nó tiếp nhé. Đây, trứng nó tiếp nhé. Nào. À, đây này, nó đẻ chỗ nào đây này. Đây đẻ dưới đi. À, đây là đó. À, đây. À, đây nó đẻ nữa đây này. Đây, quay nhé, quay rồi. Các bạn xem này, nó mở hết ra nó đẻ đây này. Mở đi ra đấy. Đây quay cho làm xe tí đây nha. Quả tí nữa nha, mở đi ra đấy. Đấy, quả tí nữa tắt rồi. Quả tí nữa bị chặt rồi. Đấy, đẻ rồi, được rồi, được rồi. Thái Lâm quá. Thái Lâm có khổng lâm siêu thế nhở, siêu nhân thế nhở, đẻ được trứng thế này kì. Mẹ là siêu nhân thế, nó ba đầu thế này kì. Ba đầu đấy à? Không, đâu đấy Thái Lâm, Khẩu Long ba đầu đâu chỉ thế nào? Mẹ ba đầu đấy, Khẩu Long mẹ ba đầu đây này. Hai, ba, ba. Này, ba đầu này, Khẩu Long ba đầu này. Một, hai, ba, ui, chỉ chưa? Khẩu Long ba đầu của Thái Lâm đẻ được cả trứng đấy, nhờ? Không, Khẩu Long ba đầu của Thái Lâm đây này, này đấy. Hai, đẻ hai con Khẩu Long quan ở trên cánh ở bay ấy. Đấy. À đây có một con Khẩu Long ở đuôi nữa này. Đấy. Thấy chưa? Đêm. Kéo Khẩu Long của Thái Lâm. Đẻ nó cả trứng như đây. Đấy, Khẩu Long ba đầu của Thái Lâm này. Thấy chưa? Nó ba đầu Thái Lâm đấy. Đấy, Thái Lâm cho vào trong đấy cho đẻ đấy. Đấy, thì cái nắp bên trên đấy là nắp cho trứng à? À đấy à? Đẻ trứng này. Nhấp tiếp tục, nhấp tiếp tục đi nè. Đẻ trứng nhà nó trở lông của Thái Lâm đẻ, trở lông của Thái Lâm ba đầu ấy.